Thái độ dửng dưng của Han sau khi mẹ ruột bị bắt gây bàn tán. Mẹ đẻ của nữ diễn viên bị cáo buộc điều hành 12 cơ sở trái phép, phủi sạch quan hệ với mẹ ruột, từng dính líu vào nợ nần của mẹ, bất lực trước công chúng. Mới đây, công tố viên đã đưa ra lệnh bắt giữ, cáo buộc bà Shin, mẹ ruột Han So-hee điều hành những cơ sở này khắp Ulsan, Onju và nhiều nơi khác từ năm 2021 đến tận tháng 8 năm 2024 với cương vị quản lý xong. Để đánh bạc, khách sẽ truy cập vào những trang web đen trái phép, sau đó nạp tiền và chơi các trò chơi ăn tiền. Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp, người này từng bị phạt một lần vì tội danh tương tự, có tiền sử lừa đảo. Han So-hee từng bị liên đới, phải đứng ra xin lỗi về vụ nợ nần của mẹ cô từ 4 năm trước. Lúc bấy giờ Han So-hee đã bị bà Shin lấy tài khoản ngân hàng để lừa một cá nhân số tiền lên đến 85 triệu won, gần 1,6 tỷ đồng. Bị kéo vào vụ án lừa đảo nghiêm trọng, nữ diễn viên đã đứng ra trả một phần nợ và tuyên bố sẽ không còn chịu trách nhiệm về những khoản nợ của mẹ. Han So-hee cũng từng thông báo về việc bố mẹ cô đã ly hôn, cô sống cùng bà ngoại từ bé. Cha mẹ ly hôn khi tôi khoảng 5 tuổi, vì vậy bà tôi đã nuôi tôi. Ngay cả khi chuyển đến Ulsan, nơi mẹ tôi sống, tôi vào cấp 3 và vẫn tiếp tục ở với bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn ở với bà, rồi tôi đến Seoul và bắt đầu sự nghiệp. Đến sáng mùng 3 tháng 8, thông qua công ty quản lý, Han So-hee đã chính thức lên tiếng về bê bối vi phạm pháp luật của mẹ. Những thông tin đang được lan truyền về mẹ Han So-hee là vấn đề riêng tư của gia đình cô ấy. Bản thân Han So-hee chỉ biết việc mẹ bị bắt giữ qua tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cô ấy đang cảm thấy vô cùng tồi tệ, đau khổ. Bên cạnh đó, Ato Entertainment cũng khẳng định Han So-hee không liên đới đến vụ án của mẹ. Han So-hee cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, vụ việc không liên quan đến So-hee. Đó là hành động tùy tiện do mẹ cô ấy gây ra. Chúng tôi và Han So-hee thành thật xin lỗi vì đã thông báo một tin tức không mấy tốt đẹp về cuộc sống riêng tư của cô ấy chứ không phải về công việc đến mọi người. Theo đó, năm 2022, cảnh sát bang Ba-e, Seoul, Hàn Quốc nhận được đơn tố cáo mẹ của một người nổi tiếng lừa đảo số tiền 85 triệu won, hơn 1,5 tỷ đồng. Phóng viên giải trí Lee Ho tiết lộ người phụ nữ nói trên chính là mẹ của nữ diễn viên Han So-hee. Mẹ Han So-hee đã vay tiền của người quen từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Bà hứa trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng không trả. Đáng chú ý, bà Shin đã lấy tài khoản ngân hàng của Han So-hee để giao dịch. Hành vi của mẹ khiến nữ diễn viên bị kéo vào vụ lừa đảo nghiêm trọng. Dù vậy, Han So-hee vẫn đứng ra trả một phần nợ cho mẹ. Tuy nhiên, cô cũng tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản nợ phát sinh sau này của mẹ nữa. Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi chọn cách trả nợ cho bà ấy để giải quyết vấn đề. Việc tôi chi tiền cho mẹ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều nạn nhân bị sập bẫy của mẹ tôi, Han So-hee bất lực chia sẻ. Động thái phủi sạch quan hệ với mẹ của Han So-hee không những không bị chỉ trích, ngược lại nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Khán giả còn chỉ trích truyền thông Hàn Quốc sử dụng tên Han So-hee cho vụ án của mẹ cô dù người đẹp không liên quan gì. Cư dân mạng bình luận, Han So-hee dù không có danh tiếng tốt nhưng thật vô lý khi có người tấn công cô ấy vì điều này. Cô ấy không liên quan đến bất kỳ điều gì trong chuyện này và cô ấy không tham gia vào trò đỏ đen. Vì vậy, trước khi réo tên cô ấy, hãy kiểm tra lại não của mình đi. Tôi thấy tệ cho Han So-hee. Một số người cho rằng cô ấy có tội vì đó là mẹ cô ấy. Cô ấy không làm gì sai cả. Đã lâu rồi kể từ khi cô ấy công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Tại sao họ lại đưa tên cô ấy lên tiêu đề? Những bài viết kiểu này luôn làm tôi bối rối. Nếu cô ấy không liên quan, tại sao người ta lại nhắc đến cô ấy? Tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Tại sao mẹ cô ấy lại dùng tên con gái mình? Phóng viên quá đáng quá. Tại sao phóng viên lại dùng mẹ Han So-hee làm tiêu đề? Vấn đề gia đình của cô ấy thực sự đáng buồn.